Tiếp tục chương trình làm việc vào chiều nay, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Theo tờ trình, việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng chống rửa tiền nói riêng và phòng chống tham nhũng nói chung, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền. Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành sửa đổi dự án luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích kỹ hơn về tính cấp bách, các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật theo quy trình một kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Dương Quý Phước, đoàn Quảng Nam nhấn mạnh, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động mua bán tiền ảo, tài sản ảo đang diễn ra hết sức sôi động. Cùng với đánh bạc online, đây là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần lường trước, không để tiền ảo, tài sản ảo lọt lưới. Tiền ảo và tài sản ảo vẫn lọt lưới do các quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền chưa được quy định về vấn đề này. Việc bổ sung đối tượng tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo luật là hết sức cần thiết, không chỉ đáp ứng các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền trên thế giới, mà còn nhằm để đảm bảo an ninh tài chính trong nước, không để công nghệ tài chính bị lợi dụng để rửa tiền, tham nhũng, khủng bố. Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng luật phòng chống rửa tiền sửa đổi lần này cần bao quát đầy đủ các lĩnh vực nhạy cảm. Đại biểu bày tỏ băn khoăn với các quy định trong dự thảo luật cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua kênh ngân hàng, thế nhưng thực tế có những giao dịch bằng tiền mặt, đặc biệt liên quan đến bất động sản, thì dựa vào công cụ nào, căn cứ nào, hành lang pháp lý nào để có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền? Có thể các hành vi rửa tiền thông qua hoạt động chứng khoán, thông qua các hoạt động khác, sau đó lại rút ra để có đó là mua tài sản, có thể là người ta mua bất động sản, mua rất nhiều lần. Vậy thì bây giờ cơ bản thì chúng ta có thể xác định được cái nghi ngờ về cái nguồn việc mua tài sản đó hay không. Thì bây giờ theo pháp luật chúng ta là có quy định là người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, và nếu như họ không giao dịch qua cái tiền qua ngân hàng thì người ta mua mà người ta qua một cái đường khác, thì bây giờ cái việc đó ngăn chặn và phòng chống như thế nào thì rõ ràng với trách nhiệm của cơ quan ngân hàng không thể làm nổi, và cái này chỉ có cơ quan chức năng của Bộ Công an mới có thể làm được. Cho nên chính vì trong vấn đề này thì có lẽ là cũng cần phải có những quy định chặt chẽ hơn. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng việc quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị cho các đối tượng báo cáo là không phù hợp, mà nên giao cho chính phủ quy định việc xác định khách hàng nào là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và phải trên cơ sở tiêu chí được quy định công khai minh bạch.